Vào năm 2021, khi còn chơi bóng ở Đức, sau khi ghi bàn vào lưới Leverkusen, Hà Lan ra góc sân ăn mừng, liền bị các cổ động viên chủ nhà giơ ngón tay thối và ném những cốc bia xuống sân. Lập tức chân sút của Dortmund đáp trả bằng hành động nhặt cốc bia giấy lên rồi ném thẳng về phía địch thủ. Thật là một pha trả đũa đầy tinh tế, vừa gỡ được cái tức trong người, vừa không bị phạt nguội nếu có hành vi không chuẩn mực. Hảo trả đũa là đây chứ đâu. Hazard, Erling Hazard, Lepanoga, vào. Quả kia anh nháp xíu cho vui cửa vui nhà thôi, chứ mấy chú nghĩ gì anh không làm được. Ba cái đồ yêu, một khi mà đã ra sân thì chỉ có thủng lưới đối thủ liên tục nha. Bất ngờ luôn bây giờ, ghé luôn bây giờ. Đá bóng mà chơi trò giật vòng bụt tóc là dở rồi đấy chứ. Tóc người ta như này mà gió thổi lồng lộng thì bến hết cả đầu luôn chứ đùa à. Đang giấc tính dậy, anh bỗng thấy mình quá đẹp trai. Ai đưa cái số của ống trời, ông tạo anh ra để xếp gái. Áo qua mình đây em là kết. Doppel pass mit Haaland und es sollte dann am Ende ein Doppelpass. Ôi vielleicht hätte in dieser Szene Reus dann. Bất ngờ chưa ông già? Không ngờ tới chứ gì? Vào thế nào được? Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Ronaldo, Messi und Neymar nur 6 mal zusammen, also harte Arbeit. Chết chữa, sáng nay ra đường đã bôi kem chống nắng. Ai mà có về? Mới sáng đã ra sân thì đây chứ hẹn sẽ là những trận đấu bóng đỉnh của chớp nha bạn ui. Rồi ghê chưa? Ghê chưa? Quả chạy xe đi vào lòng đất kiểu này thì bố ai mà đỡ được. Mê anh rồi chứ gì? Anh mà bị ngầu cõi đó nha. Chú mà thích thì ok anh tặng kiểu luôn gì? Ôi xuất sắc mẹ luôn. Úi xù ui, làm gì mà căng thế bạn ơi. Cứ từ từ rồi anh em mình nói chuyện. Tính nóng như kem là hỏng bét hết cơm cháo đấy nha. Đang anh em vui gần chết mà bạn thể hiện ố về làm chi cho trọng tài nó ghét. Tới khổ, giờ cứ phải tém tém lại cho nó yên thân. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Mẹ cây tư nhờ à! Khi bạn hướng nội như lại bị bắt đi phỏng vấn bi lai. Trời ơi, cứu tôi trời ơi luôn á. Okay. Trời má thiệt chứ. Đồng đội nó kiến tạo cho quả bóng đi vào lòng đất như này thì đúng là đáo để quá trời ơi. Instagram. Hồi xưa mà không đá bóng có khi giờ anh lại là rapper đấy mấy chú ạ. À. Cái kiểu nhìn hơi bị chuyên nghiệp đấy nha. Yeah, I got a brand new challenge. Everybody told me I should grab the microphone and cut it open with my talent. Take a sharpie tag and your medulla. I'm the god. Ngoài banh bóng ra thì anh còn giỏi nhất là làm trò. Anh giả vờ Sukana cho thằng bạn anh nó có đất thể hiện thôi, chứ nghĩ gì mấy chú đòi hơn anh. Các em còn non và xanh như búp trên cành nha. Đá bóng như lại sợ bóng vào thế này thì trên đời chắc chỉ có anh thôi, anh sai ạ. Bà nói chứ, bố mày cay lắm rồi đấy nha. Bóng với chả banh, dí quần vào mà thèm đá nữa. Game là dễ mấy em ơi. Ba cái đồ yêu nghĩ gì mà làm khó được anh. Chuyện nhỏ như con thỏ nha. Nó ở cái tầm chất. Đã bảo
người ta hứng nổi rồi mà cứ thích phỏng vấn hoài thôi. Rất là ngại ngùng, giống như lần đầu tiên làm chuyện ấy luôn. Thôi anh phải chạy đây, bye bye. Chân thành cảm ơn các anh em thiện lành đã ủng hộ những video của chúng tôi. Nếu thấy video hấp dẫn thì hãy nhấn like và đừng quên nút theo dõi nếu muốn xem thêm những video thú vị như thế này nha. Mãi yêu.